Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu Madagascar với Tunisia trong khuôn khổ tứ kết CAN Cup, cập nhật tỷ lệ kèo, phong độ hai đội, đội hình ra sân dự kiến. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Madagascar đang thực sự khiến cả châu Phi phải trầm trồ với những gì họ đã thể hiện. Ngay trong lần đầu tham dự, thầy trò huấn luyện viên Dupuis tiến một mạch tới vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Duo của CAN Cup năm nay không thể là ai khác ngoài họ. Đáng nói hơn, con đường tới tứ kết của Madagascar lại không hề tiêu cực. Họ không chơi phòng ngự thụ động để rồi lê lết qua từng vòng đấu. Huấn luyện viên Nicolas Dupuis xây dựng cho đội bóng quốc đảo một lối chơi tấn công chủ động và đầy tự tin. Minh chứng rõ nét nhất chính là ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Nên nhớ, bảng đấu này có sự hiện diện của đại bàng xanh Nigeria. Ở vòng 1/8, Madagascar đã phải giải quyết Congo trong loạt đá luân lưu, nhưng đó cũng không phải là một trận đấu họ chơi tử tù. Có tới 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội, một bàn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính kéo dài đến những phút thi đấu cuối cùng. Rõ ràng, với những gì đã thể hiện, những đội bóng khác không thể nhìn Madagascar với ánh mắt coi thường được nữa. Tuy nhiên, ở tứ kết này họ sẽ gặp phải một ông lớn thực sự mang tên Tunisia. Cuộc phiêu lưu của thầy trò huấn luyện viên Dupuis có nguy cơ bị chấm dứt khi Tunisia không hề giống những đối thủ họ đã từng đối đầu trước đó. Người ta có thể mang việc đánh bại Nigeria ra so sánh, nhưng trận đấu ở vòng bảng diễn ra trong bối cảnh cục diện đã an bài và đại bàng xanh muốn giữ quân cho trận đấu tiếp theo. Nhà cái xếp Tunisia chấp 3/4. Dễ thấy, dù đang có phong độ ấn tượng nhưng Madagascar vẫn phải chịu lép vế. Lý do là bởi trong hai lần đối đầu gần nhất, họ đều thua tâm phục khẩu phục. Ở vòng 1/8, Tunisia cũng có chiến thắng trên chấm luân lưu, nhưng khác biệt ở chỗ, kẻ bị đánh bại là Ghana, một tên tuổi lớn của bóng đá châu Phi, thầy trò huấn luyện viên Gilles. Như vậy, đã tiến vào tứ kết với 4 trận toàn hòa. Sẽ có nhiều chỉ trích cho phong độ đó, nhưng nó cũng thể hiện sự lì lợm của đội bóng này. Người hâm mộ Tunisia chắc chắn chưa hài lòng với những kết quả đã qua và trước con mồi ngon Madagascar. Họ hy vọng đội bóng con cưng sẽ có chiến thắng đầu tiên ở giải năm nay.